khéo léo đối phó khi bị quên nội dung. Người diễn thuyết, nhất là những người mới, khi đứng trước đám đông thường bị mất bình tĩnh và không tránh khỏi căng thẳng. Hậu quả thường gặp khi căng thẳng là quên mất phải nói gì. Lúc này nhiều nhà diễn thuyết thường bị lặng đi mất một lúc và không biết tiếp tục như thế nào. Thực tế, quên lời là chuyện rất bình thường. Nhiều chuyên gia hùng biện cũng không tránh khỏi điều này. Điều quan trọng là cách xử lý tình huống sau đó. Đầu tiên, không nên vội vàng, hãy ổn định lại tinh thần và mỉm cười. Sau đó hãy nghĩ cách để tiếp tục diễn giải vấn đề mình đang nói trước khi kịp nhớ ra nói đến đâu. Theo kinh nghiệm, khi quên lời rất khó nhớ lại ngay trên sân khấu, vì thế hãy tạm bỏ qua vấn đề bị quên và nói tiếp vấn đề khác. Đương nhiên, điều này yêu cầu người nói phải có khả năng ứng biến. Hãy tỏ ra thật tự nhiên. Có thể người nghe sẽ vẫn nhận ra, nhưng như thế vẫn tốt hơn nhiều so với việc bị đứng ngẩn người trên sân khấu.